Rồi, xin chào tất cả anh em và các bạn ạ. À, trời chuyển mưa rồi các bạn ơi, gió lớn tới rồi. Vậy quá quá quá. Dòng tới, dòng tới nha. Đó, trời mưa rồi đó. Đó, trời mù rồi các bạn ơi, chuẩn bị nha. Ù sao mù. Giống dài. Chạy đi một tó luôn. Hai con này giống nhau vậy. Con xanh đen, con đen xanh, xanh vàng dạ quang khác nhau một chút. Đại bàng là bay nhẹ gió thôi. Rồi dính nhau nè. Một phát nè. Bị đại bàng mổ rồi. Mặt trời bị đại bàng mổ rồi chứ không nói. Rớt. Bàng quá dữ luôn. Đó, rớt. Ớn à hả? Quăng 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 đủ quá. Kia gà đủ đen trừ trên kia đó bà con. Đó. Đó cắt ra. Đây à, đây sắp tới vụ đủ. Quá trời nhiều. Không, 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 không
Sao dán kinh môn test một cái một lên thắng luôn. Đồ quá, đồ kéo, kéo. Có bí có trọng bệnh á, đồ đừng kéo. Nằm nghe bí luôn bộ, bí xây bằng than rồi. Nhát tay luôn. Đó, đó mà đang nó không có gài xuống ghe được mà nó cắm đầu không đó. À nó sàn sàn cái nó mất cái nhịp của nó là nó cắm đầu à. Hôm qua không có gió đồ cái mất tiêu đó, bữa nay có gió tập trung lại ghê không? Dân tới nè. Dân kêu rồi đó. Gom lại mấy con à. Rút nè, gió rút nè. Một cặp nè. Kéo lực hư. Nó vậy rồi sao? Riết luôn. Dưỡng đợi, dưỡng xuống luôn rồi, nghe chứ. Chịu con nấu luôn ha.
con mít 6 đẹp, con mít 4 phải rồi. Con này con mít 2 hả? Mít 2 nó đèo phải rồi. Chịu kêu nói. Mày quá à. Đủ trời giông hoài trời không được á. Giông gì cái đây mà. Anh hai nói không linh à. Tới đây tan mà. Lần định lần hay lắm mà sao giờ dở dữ. Hai hết linh à. Chưa vô mùa mưa anh hai nói không linh. Đi ra cửa thả mùa mưa nó giờ mày tới đây mà nắng gió rồi thôi trời. Trồng quá trồng hả? Bây giờ không phải. Bình phái cho phái. Đủ mấy trời xuống luôn. Dưới dưới kịp dây á. Quay mấy điều này cũng chóng mặt với nó luôn á. Đen trời. Đó. Đen trời luôn là. Đó, chuẩn bị nè. Không phải là thấy nhiều đâu mà tắm cho nó mát mình á. Tắm cho nó mát mình vô rồi xong rồi về á. Dòng gió vừa tắm nè, vừa tắm nè. Rồi, cũng là vô về xối. Chiều hướng đồ con luôn 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 vậy nè. Chiều hướng ngộ hả? Đấy, chuẩn bị dông tới rồi tụi nó ngộ chiều hướng con luôn luôn rồi. Chà chà chà. Chiều tới. Không muốn bay nữa hả? Cứ một xíu ăn cử là đụng gió lớn rồi nó bứt rồi nói sao bứt mát mình về không chủ yếu mát mình là về chứ mình hôm nữa quá quá là dắp tới là được sao ngủ hả. Rất từ từ hết. Nó đụng thuốc à, tương đụng thuốc à. Giờ anh hai có 1m2. Thả cước đó phải rồi. Con cũng 1m2 nè. Rất hùng. Cái gì cứng quá. Rồi, hết gió luôn. Mấy tới nơi rồi, không thấy gió. Rớt gió ráo luôn rồi. Trên đó rút hết rồi. Không đợi chiều rớt hết luôn rồi. Con vô anh hai ơi. Rồi xong. Gió có dù nhiều lực vô đại bàng mà không muốn xa phải cánh. Đó đó, mắc cần rồi đó. Rồi hả Bình ơi, chuẩn bị rồi Bình ơi. Nhiều rớt hết rồi, rồi mới có gió hả? Trời nó chảy chảy nhiều tàn mẹ rồi. Chảy chi nó nhiều cái rồi. Tàn rồi, đứt chân tan mẹ rồi. Không rồi có gió chút chút thôi. Gì đây? Gì đây? Gì này? Gì này? Rồi à. Ok. Tức nằm luôn. Rồi vô ngọn cây nằm luôn đi, 1m2. Ra đã nhiều là nhiều là nhiều. Đó, bây giờ mới tới gió à. Rồi. Chú Vũ về này, chú về chú Vũ. Chú 6. Chú 6 về chú Vũ. Sao dán kinh môn. Hả? Kinh môn. Kinh môn. Ờ. Không nghĩ chứ. Sông Quân á chú Vũ. Sông Quân bụng lớn chút nữa. Sông Quân đâu phải kinh môn đâu. Kinh môn với đuôi xuống tốt dưới đây nè. Rồi. Cái hai cái này cho nó nhỏ. À hơn. Hết rồi các bạn ơi. Rồi thì giáo mình quay đến đây cũng kết thúc luôn. Trời mù quá mà. Tưởng đâu mưa mà không mưa. Không phải đâu mà chiến nhông mà. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.
em nhớ bấm like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nha. Rồi chào các bạn.